Tiến trình công nghiệp hóa đất nước đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành mục tiêu vào năm 2020. Các khu công nghiệp lớn hình thành ngày càng nhiều, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển sản xuất kinh doanh. Nhu cầu nhân lực ngày càng cao, khiến các khu công nghiệp lớn ở phía Nam lâm vào tình trạng khan hiếm lao động. Ở phía Bắc, các tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Nguyên cũng thu hút hàng trăm ngàn lao động. Trong đó, lao động nữ chiếm tỷ lệ khá lớn. Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỷ lệ lao động nữ làm việc trong các doanh nghiệp chiếm trên 51%. Riêng tại các nhóm ngành may mặc, giày da hay lắp ráp linh kiện điện tử thì lao động nữ chiếm tỷ lệ gần như tuyệt đối. Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ nữ tham gia lực lượng lao động cao nhất trên thế giới. Công ty Gia Hoa Vina, một doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện điện tử tại khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Sản phẩm của công ty là các linh kiện điện tử có kích thước rất nhỏ, đòi hỏi sự chính xác cao. Vì vậy, người lao động làm việc tại các dây chuyền sản xuất cần sự tỉ mỉ và tập trung cao. Đây là những công việc rất phù hợp với phụ nữ, nên 100% công nhân làm việc tại các dây chuyền của công ty là nữ. Sử dụng lao động nữ lên tới 3.100 người, chiếm trên 97% lực lượng lao động của công ty, nên việc chăm lo cho lao động nữ chính là giải pháp để công ty ổn định sản xuất và phát triển. Đặc tính của chúng tôi là thu nạp nhiều lao động nữ. Phụ nữ Việt Nam họ rất cần cù, chịu khó và đôi tay rất khéo léo. Như vậy rất phù hợp với công việc sản xuất mặt hàng điện tử như công ty chúng tôi. So với các nước trong khu vực như Trung Quốc, thì phụ nữ Việt Nam luôn đạt những trình độ ưu tú vượt bậc về nền giáo dục, cũng như sự khéo léo, thông minh, cần cù, chịu khó. Do vậy, công ty chúng tôi đại đa số sử dụng rất nhiều lao động nữ và đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ họ. Chu Thị Vân làm việc tại công ty Gia Hoa Vina được gần 3 năm. Công việc không nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự tập trung và chính xác cao. Làm việc 8 tiếng một ngày cộng với làm thêm giờ theo thỏa thuận với công ty, mỗi tháng Vân có thu nhập gần 6 triệu đồng. Cô và các đồng nghiệp nữ còn được công ty hỗ trợ mỗi tháng 200.000 đồng, phụ cấp nhà ở và xăng xe. Một công việc phù hợp với thu nhập ổn định đã giúp Vân yên tâm gắn bó với công ty. Em có thể cho anh biết là ngoài lương thì mỗi tháng em được hưởng những cái loại trợ cấp gì? Dạ thưa anh, được hưởng trợ cấp như là phụ cấp phúc lợi ạ, đi lại ạ, tiền chuyên cần ạ, phụ cấp ca đêm ạ, khoảng là 700 ạ. Làm việc tại công ty, 100% người lao động đều có hợp đồng lao động, được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và hưởng các chế độ phúc lợi xã hội. Lao động nữ tại công ty có độ tuổi từ 18 đến 35. Đây là độ tuổi sinh đẻ, nên công ty rất chú trọng thực hiện các chế độ, quyền lợi đối với lao động nữ. Mặc dù tại công ty thường xuyên có 300 đến 400 công nhân nghỉ thai sản, nhưng các lao động nữ đều được áp dụng chế độ thai sản đúng quy định của luật bảo hiểm xã hội. Trong thời gian mang bầu thì em cũng được hưởng những cái chế độ của công ty áp dụng với công nhân viên như là được đi khám thai định kỳ này. Trong thời gian bọn em nghỉ sinh thì sẽ được hưởng là chế độ là nghỉ thai sản 6 tháng. Sau khi sinh xong thì bọn em sẽ được đi chế độ là về 4 giờ cho đến khi mà con tròn 1 tuổi. Chăm lo sức khỏe cho người lao động, công ty tổ chức bữa ăn giữa ca cho công nhân. Bữa ăn với giá 16.000 đồng được chế biến tại bếp ăn, đảm bảo đủ dinh dưỡng cho công nhân, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm. Nhà ăn hơn 1.000 chỗ được công ty đầu tư đồng bộ ngay từ khi bắt đầu hoạt động. Có cả chỗ để nghỉ trưa cho công nhân. Sức khỏe của công nhân trong công ty được kiểm tra định kỳ mỗi năm một lần. Tại các bộ phận sản xuất có yếu tố độc hại, công nhân được kiểm tra sức khỏe 3 tháng một lần. Tạo điều kiện cho công nhân rèn luyện sức khỏe, công ty còn tổ chức nhiều hoạt động thể thao như bóng đá, bóng rổ, điền kinh. Tổ chức công đoàn trong công ty đã thành lập với ban chấp hành gồm 15 người, đều là công nhân đại diện cho các tổ nhóm sản xuất. Công đoàn công ty đã phát huy được vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền lợi và chăm lo đời sống cho người lao động. Để động viên lao động nữ, từ năm 2014, công ty áp dụng chế độ phụ cấp cho lao động nữ là 200.000 đồng một tháng. Những công nhân làm việc chăm chỉ, có năng suất cao, chất lượng tốt, nhận được sự cổ vũ rất lớn từ công ty. Mỗi quý, công ty tổ chức xét,
khen thưởng cho 30 công nhân có thành tích xuất sắc nhất. Phần thưởng cho họ là 500.000 đồng và giấy khen. Tại lễ vinh danh lao động nữ có thành tích xuất sắc, công ty còn mời cả cha và mẹ các công nhân được khen thưởng tới dự và thăm công ty. Những công nhân có thành tích cao được công ty gửi sang Hàn Quốc đào tạo nâng cao tay nghề trong thời gian 3 tháng. Công đoàn thì luôn luôn họp định kỳ hàng tháng với cả tổng giám đốc và nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của người lao động, truyền tải đến các cái bạn công đoàn ở phân tổ đã được phân bổ ở bộ phận để nắm bắt được ý kiến của các bạn và nguyện vọng của các bạn là cần gì, và công đoàn thì sẽ họp bàn bạc với ban giám đốc. Ưu đãi lớn nhất mà công ty Giao Hoa Vina dành cho lao động nữ là chế độ hỗ trợ xây nhà ở cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, công ty cam kết với Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà cho gia đình công nhân. Số tiền hỗ trợ mỗi gia đình là 100 triệu đồng. Nguyễn Thị Nga là một trong số 4 công nhân được công ty hỗ trợ xây dựng nhà trong năm 2014. Ngôi nhà 2 tầng, diện tích trên 60m² của vợ chồng Nga vừa được hoàn thành tại xã Ba Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Có được một ngôi nhà khang trang, vững chãi là niềm vui khôn tả đối với vợ chồng Nga. Bởi giấc mơ về một ngôi nhà mới thật khó có thể thực hiện được trong hoàn cảnh khó khăn của gia đình Nga. Chồng yếu đau, không có việc làm ổn định, gia đình nhà chồng lại đông con, nên vợ chồng Nga phải ở tạm trong ngôi nhà cấp 4 đã hư hỏng. Biết được vợ chồng Nga đang gặp khó khăn về chỗ ở, công ty đã tổ chức bình xét và quyết định hỗ trợ vợ chồng Nga 100 triệu đồng để xây nhà. Nhận được sự hỗ trợ từ công ty, vợ chồng Nga đã mạnh dạn vay mượn thêm hơn 100 triệu đồng nữa để xây dựng ngôi nhà mới. Sau 2 tháng xây dựng, ngôi nhà được hoàn thành trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người dân trong làng. Tin vui vợ chồng Nga xây được nhà 2 tầng là câu chuyện lạ nhất trong năm qua của những người dân thôn Vinh Tiến, xã Bá Hiến này. Tôi thấy công ty rất là quan tâm đến công nhân nữ và đặc biệt là có những cái ưu đãi để cho công nhân nữ mà có những gia đình có những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt như em. Công ty đã hỗ trợ cho em tiền xây nhà thì em chịu khó làm lâu dài đến công ty. Các lao động nữ là lực lượng quan trọng của công ty chúng tôi. Họ là những người mang lại sự thành công cho toàn bộ các hoạt động của công ty. Chúng tôi luôn luôn đánh giá cao công sức của công nhân nữ và dành cho họ sự quan tâm, động viên bằng những việc làm thiết thực như khen thưởng kịp thời, trao cho họ cơ hội đi đào tạo nâng cao tay nghề ở nước ngoài. Chúng tôi cũng thường xuyên đến thăm gia đình các công nhân nữ để hiểu và chia sẻ những tâm tư của họ trong công việc, cũng như những khó khăn của gia đình họ. Chúng tôi luôn thực hiện nghiêm túc tất cả những quy định của luật lao động và luôn cố gắng dành cho các lao động nữ nhiều sự ưu đãi hơn. Quan tâm, chăm lo đời sống của lao động nữ, dành cho họ nhiều ưu đãi hơn, cho thấy doanh nghiệp đã nhận thức được vai trò của họ đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Không chỉ có vai trò quan trọng, lao động nữ còn có vị thế lớn hơn khi quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Lao động nữ cũng đang nhận được sự quan tâm lớn hơn từ các chính sách của nhà nước. Họ trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, đưa đất nước tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.